đi xuống, gia đình mình sẽ được đi dạo, mình tham quan, mình chụp hình, mình tản bộ được gia đình mình ha. Đó là sẽ có hai khu vực như vậy để cho gia đình mình dạo, mình tham quan ở trong đây gia đình mình ha. Cái khu vực đất này của bà phải nói rất là rộng, gia đình mình nhìn xa xa đó. Ở đây gia đình mình có thấy những cái ngôi nhà không gia đình mình ơi? Những cái ngôi nhà này là những cái ngôi nhà mà của người dân gia đình mình ha, của người dân họ vào đây họ sinh sống, họ làm việc cho bà. Và những cái ngôi nhà này cũng chính là những cái ngôi nhà do chính tay của bà tỷ phú nông nút bà xây cho người dân người ta ở gia đình mình ha. Đó, ở trong đây đó, người ta còn gọi chính là làng của nông nút gia đình mình, làng của tỷ phú nông nút gia đình ha. Đó, cái chữ nông nút đó, chữ nông nút là tên của bà đó ha. Đó, ở trong đây người ta gọi là làng nông nút, có nghĩa là bà xây dựng phải nói là nhà cửa cho người dân ở, rồi chùa chiền, bệnh viện, trường học này nọ, rồi trong này bà xây dựng hết cho những người mà bà đây họ ở làm việc cho bà. Ta mới gọi là làng nông nút gia đình mình ha. Đó, thì trong đây bây giờ thì ngày trước nó chỉ là cái vườn hoa lan thôi gia đình mình, còn hiện tại bây giờ thì người ta xây dựng những cái mô hình, những cái con vật này kia để cho khách du lịch họ vào trong đây họ tham quan. Ngày trước thì mình vào sở thú mình coi những cái con thú nó di chuyển cử động là chuyện hết sức bình thường rồi gia đình mình ha. Còn cái món modern hiện tại bây giờ thì nhà mình coi đứng im, nó coi ngược lại mình di chuyển gia đình mình ha. Những cái con thú đây rất là nhiều gia đình mình ha. Ở đằng trước này thì nó có một cái hồ gia đình mình ha. Cái hồ ở trong đây thì người ta có những cái dịch vụ câu gia đình mình thấy câu những cái con cá mà hải tượng của gia đình mình. Có con mình lên tới gần cả 100 kg gia đình mình ha. Trong cái hồ đây rất là lớn gia đình mình. Câu này thì phải có sức gia đình mình, tại vì nó gị cái cần câu giống như mình câu cho cá sấu ăn đó gia đình mình. Câu cá sấu vậy đó, y chang như vậy. Hiện tại thì tất cả những cái tài sản này cái gia đình mình là đều do con trai của bà tỷ phú nông đúc quản lý hết gia đình mình ha. Đều do quản lý hết. Còn hiện tại bà mất vào năm 2011 vào lúc bà 91 tuổi gia đình mình. 91 tuổi rất là lớn rồi, rất lớn tuổi. Ở gia đình mình thấy những cái chiếc mà siêu xe đua địa hình trong gia đình mình. Đó là do con trai của bà tỷ phú nông đúc rất là đam mê cái việc mà về cái mô hình mà siêu xe đua địa hình như vậy gia đình anh. Ở đây thì là cái ra người ta thường để mà sửa chữa những cái chiếc siêu xe đó hoặc là những cái chiếc xe điện hoạt động ở trong này gia đình. Đây là cái ra ô tô để mà sửa chữa như vậy. Ở ngày trước gia đình mình nó có một cái chiếc xe gia đình mình là nát từ trên xuống dưới luôn gia đình mình, từ phần cabin mà xuống cho tới phần ở dưới đằng sau luôn gia đình mình ha, là nát hết toàn thân cái chiếc xe như vậy. Đó là để mà trưng bày ở bên trong đó. Thì cái sự kiện mà làm cho nát toàn bộ cái chiếc xe như vậy đó là có liên quan đến con trai của bà tỷ phú nông đúc gia đình mình ha. Trong một cái lần mà tham gia một cái giải đấu mà đua xe địa hình như vậy đó gia đình mình, thì chẳng may đó với cái tốc độ rất là cao thì cả một cái chiếc xe của ông đó, lúc bây giờ đâm thẳng vào trong cái vách núi gia đình mình ha. Và khi mà đâm thẳng vào trong cái vách núi như vậy thì toàn thân chiếc xe lúc bây giờ nát bén hết rồi. Người ta cũng nghĩ rằng là vì ông này ông không thể nào mà sống sót qua được cái vụ mà tai nạn đối với gia đình mình. Nhưng mà rất là may mắn gia đình mình ha, toàn chiếc xe bị đâm nát bét hết, nhưng mà cái vị con trai của bà nông đúc này không có bị làm sao hết gia đình mình. Vẫn nói chung là vẫn còn bình an vô sự gia đình mình ha. Thì trên người của ông ở lúc bây giờ là có đeo một cái bức tượng Phật của cái vị mà Phật bốn mặt của gia đình mình. Người ta ngầm hiểu rằng và người ta cũng nói đây là cái sự che chở của cái vị Phật bốn mặt này. Và khi mà ông khỏi đó thì ông có xây dựng một cái miếu của cái vị Phật bốn mặt rất là linh thiêng, rất là lớn ở trong cái khu vực nông đúc này. Nếu mà có đi ngang qua cái chỗ đó đó em sẽ chỉ gia đình mình cái nơi thờ của cái vị Phật bốn mặt trong cái công viên này gia đình mình ha. Bất kể một cái khu vực mà làm ăn kinh doanh nào của người Thái đó gia đình mình, hoặc là người Thái luôn, đó là họ sẽ có một cái miếu ở đằng trước nhà của họ thờ về cái vị mà Đấng Đại Phạm Thiên này. Trong Phật giáo họ gọi cái vị này chính là Đấng Đại Phạm Thiên gia đình mình ha, vị Phật bốn mặt đây. Lấy tí nữa thì em sẽ, nếu mà có cơ hội mình đi ngang qua em sẽ chỉ gia đình mình cái miếu đó cho gia đình mình. Ngày gia đình mình vào bên trong mình tham quan những cái chiếc siêu xe gia đình mình ha. Nhà mình ngoài biết được rằng là gì, ngoài những cái chiếc mà cái giá trị của những cái chiếc xe nó lên phải nói là giá trị rất là cao, ngoài ra là gì, cái bảng số của những cái chiếc xe đó gia đình mình, cái biển số của nó đó đều là biển số tứ quý không, và gia đình mình ha, đều là biển số tứ quý không.
Ở bên Thái Lan này gia đình người ta chuộng hai cái biển số tứ quý, mà hai cái biển số tứ quý này phải nói rất là đắt tiền, rất có giá trị, người ta có thể bán đấu giá những cái biển số đẹp gia đình mình. Đó thì hai cái biển số tứ quý mà được người Thái họ bán đấu giá cao nhất đó, đó chính là biển số tứ quý 5 và biển số tứ quý 9 gia đình mình ha. Tứ quý 5 thì những cái con số 5 đối với lại người Thái đó, khi mà họ dịch ra gia đình mình, những cái con số 5 họ sẽ đọc là gì là ha. Mà ghép nhiều con số 5 lại là sẽ là gì ạ? Ha gia đình mình ha, có nghĩa là tạo ra cái tiếng cười, tạo ra cái không khí mà vui nhộn, hòa hợp trong giờ trong gia đình. Thì lúc bây giờ là họ sẽ gọi con số 5 đó chính là giờ là ngũ phúc gia đình mình. Ở trên thành ra là họ rất chuộng những cái con số 5 như vậy gia đình mình ha. Con số phong thủy của đất nước Thái Lan này và con số 9 đó gia đình mình. Ở thì con số 9 thì gia đình mình cũng biết là phong thủy không chỉ riêng ở đất nước Thái Lan này. Và những khu vực khác thì con số 9 nó tượng trưng cho cửu đỉnh trường tồn gia đình mình ha, bền vững mãi mãi. Cho nên thành ra cái biển số mà tứ quý 5 với lại tứ quý 9 đó gia đình mình nó rất là đắt tiền ở đất nước Thái Lan này. Họ có thể bán đấu giá. Ở bên tay phải gia đình mình ha, những cây gì đây gia đình mình ạ? Cây sứ gia đình mình ha, gia đình mình có biết trồng một cây sứ để mà nó có được cái rễ như vậy họ phải làm như thế nào không ạ? Phun thuốc hả? thì cách để mà họ chăm sóc mỗi cây sứ như vậy gia đình mình thì hàng năm bắt đầu thì họ sẽ phủi đi cái lớp đất ở dưới cái phần rễ ra, thì nó sẽ lộ ra những cái thân hình cái rễ như vậy gia đình mình ha. Thì mỗi năm là họ sẽ làm cái công việc này liên tục như vậy, thì bắt đầu thì nó mới lộ ra cái thân hình cái rễ mà đẹp như vậy. Thì gia đình mình đối với là những cái người mình chơi cây cảnh đó, họ nhìn vào rễ của những cái cây sứ này gia đình mình thì họ gọi đây chính là một cái tác phẩm nghệ thuật gia đình mình ha. Nó theo cái phong cách mà trù tượng với gia đình mình, có thể tưởng tượng ra được những cái hình ảnh này nọ kia rất là nhiều gia đình mình. Đây là cái vườn hoa rất là rộng gia đình mình ha, và chăm sóc cắt tỉa cây cảnh vào đúng cái khung giờ hàng ngày đó gia đình mình thì chắc chắn sẽ có những cái nhân viên này đó. Gia đình mình thấy mà nhân viên ở đây người ta sẽ đúng khung giờ họ sẽ đến, họ chăm sóc, họ cắt tỉa cây cảnh ở đây, và những cái người mà làm việc như vậy đó gia đình mình chắc chắn một điều rằng là không phải là người Thái gia đình mình ha. Là những cái người chẳng hạn như Myanmar nè, Campuchia hoặc là Lào gia đình mình, họ qua bên Thái Lan này họ làm việc, họ vào trong đây họ làm việc cho bà tỷ phú nông đúc ở đây gia đình mình. Ở đây như em chia sẻ gia đình mình là người Thái thì họ rất là lười, gia đình mình không có thói quen mà làm việc mà ngoài nắng ngoài mưa như vậy đâu gia đình mình. Họ chỉ thích làm những cái công việc mà ngồi mới lạnh hoặc ở trong mát thôi. Mặc dù lương nó rất là ít gia đình mình ha, nhưng mà đối với lại người Thái như vậy là đủ sống rồi, họ không có cần phải cầu kỳ cao siêu gì quá đâu gia đình mình. Ngay cả nhà cửa của họ cũng vậy, gia đình mình không phải là nhà lầu 3-4 tầng lầu như bên Việt Nam mình hay ở đâu. Người Thái họ là như vậy gia đình ha, ngay cả vào cái ngày cuối tuần với gia đình mình ở bên Việt Nam mình thường hay là tổ chức những cái buổi tăng ca đúng không ạ? Tại vì công việc là quá tải cho nên thành ra tổ chức những cái buổi tăng ca như vậy để mà giảm tải cái công việc đó, thì bên chủ công ty đôi khi là họ sẽ trả lương gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp bốn lần. Bắt đầu thì họ sẽ nhận cái công việc đó làm vào cuối tuần như vậy. Nhưng mà đối với lại người Thái gia đình mình ha, vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật á hoặc là ngày nghỉ lễ như vậy đó, gia đình mình có trả tiền lương cho họ gấp 10 lần đi chăng nữa chắc chắn họ có làm. Họ làm gia đình mình ha, tới ngày nghỉ, ngày lễ của họ, họ nghỉ là họ phải nghỉ gia đình mình đó. Vào ngày lễ, ngày nghỉ của họ thì chắc chắn họ sẽ đi chùa đầu tiên, rồi sau đó là họ sẽ gì ạ, đi chơi điểm này điểm kia điểm nọ. Về đời sống tâm linh của người Thái họ là như vậy. Gia đình mình thấy mà đây là hoa xương rồng gia đình mình ha, rất là đẹp. Ở trong đây họ trồng xương rồng rất là nhiều gia đình mình. Xương rồng ngoài cái công dụng